con thích màu gì? Màu hồng. Tại ba tôi không có tiền nên tôi mới đi theo bà thôi. Chứ bà đừng có tưởng mua cho tôi cái áo rồi tôi thích bà, cho bà cưới ba tôi nha. Vậy chỉ muốn mua áo tặng con thôi, chứ không có ý gì hết á. Cái vô gì vậy? Đi sát vô lệ còn không cho xe đụng bây giờ. À, dì thấy bên đó có chỗ bán ốc đầm hợp với con đó, mình qua đó coi nha. Con sao vậy? Hồi đó chưa có sinh em Phương, mẹ hay dẫn tôi đi chợ lắm. Nhưng mà sinh em Phương rồi, Mẹ cứ bận công chuyện nên không dẫn tôi đi chợ nữa. Nếu vậy á, mai mốt sáng chủ nhật nào dì cũng dẫn con đi chợ nha. Thiệt hả? Mà thôi, tôi không đi đâu, anh hai tôi sẽ la. Dì thương tụi con là thiệt, dì muốn chăm sóc cho tụi con, chứ không phải là dì lấy lòng tụi con để lấy ba con đâu. Bà đừng có nói xạo. Dì nói thiệt, nếu mà dì muốn lấy ba con thì dì đã lấy lâu rồi. Tụi con không đồng ý thì kệ tụi con chứ. Rồi á hả, dì sẽ đánh tụi con như mấy bà dì ghẻ trong trường tranh vậy đó. Cũng phải ha, bà chưa hề đánh mình với anh hai lần nào hết. Thôi mình đi nha. Làm gì mà lâu quá vậy? Nhanh lên coi. Mày muốn nhanh á thì dọn phụ đi. Mày ngồi đó mà nói. Mày là giúp gì nhà tao? Mày dọn đi, mắc gì tao mà dọn. Kiệt, con ăn nói gì kìa vậy? Mà nói làm sao? Con với An giống như anh em một nhà, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, hiểu chưa? Ai coi nó như là anh em? Nè, con muốn mà đánh đòn không? Xin lỗi An đi. Con không có sai, mắc gì con phải xin lỗi nó? Cái thần, con với mẹ con chỉ tới đây là để giúp việc cho chú thôi, chứ con không anh em với ai hết á. An nè, tụi con ở với nhau á mấy tháng trời rồi, cùng ăn cùng học như là anh em mà con. Chú thương con á như là các con của chú thôi. Mẹ con cũng thương Kiệt, thương với lại bé Phương mà. Con chỉ cần mẹ con thương con là đủ rồi. Ai cần bà đó thương con? Con thôi đi. Ba thấy con đẹp không? Chà, bữa nay con gái bà đẹp quá ta, như công chúa vậy đó. Đầm mới hả con? Dạ, cái này dì mua cho con á. Tóc dì cũng thắt cho con luôn. Thư, sao em cứ kêu bả là dì hoài vậy? Em bị bả dụ rồi hả? Kiệt, Thư của ba ngoan nè. Con ngoan hơn anh hai rồi đó. Con có gọi dì là dì nghe chưa? Dạ. Còn anh hai đó, ba mà nghe gọi bà này bà nọ là ba đánh đòn nghe chưa? Anh đưa Thư đi sinh nhật đi kẻo trễ. À, em ở nhà với mấy đứa nhỏ ăn cơm trước đi, đừng có đợi anh nha. Dạ. Công chúa nè, để ba thay đôi giày rồi ba đưa công chúa đi sinh nhật nha. Dạ. Đi con. Đói quá, mẹ ăn chung với con đi mẹ. Để mẹ đem cháo vô cho bà, rồi mẹ xuống ăn cơm với con nha. Dạ. Bé Thư nè. Nè, con nghe ba nói nè. Mai mốt á, con thích cái gì thì nói ba mua cho con, đừng đòi gì gì không mua nghe chưa. Tại ba còn phải để dành tiền chữa bệnh cho bà nội. Cái này là dì tự mua cho con, chứ con không có đòi gì. Ba biết rồi, con ba giỏi mà, không có đòi ai mua gì hết nè. Nhưng mà con thích cái gì á, ba cũng sẽ mua cho con được. Con hiểu không? Dạ. Hôm nay á, Thư mặc đồ đẹp, Thư đi sinh nhật. Con tới chỗ á, con tặng quà này cho bạn, rồi con chúc bạn, nghe chưa? Dạ. Để ba chở đi. Dạ. Hả? Được rồi, ta đi nha.
đừng đi bỏ con nữa nha mẹ. Mẹ, mẹ, dì Tuyết về rồi cơ mẹ. Cái gì? Nó dám giác mặt nó về đây nữa hả? Con đưa bác ra ngoài đó. Dạ. Để con đỡ bác. Con, mẹ xin lỗi. Mẹ không bỏ tụi con nữa đâu. Dạ. Ba, mẹ về rồi. Mẹ nói mẹ sẽ không bỏ mình nữa đâu ba. Anh, em về rồi. Tụi mình hiện tại không còn quan hệ gì nữa. Cô trở về cũng tốt. Tôi với cô có thể hoàn tất thủ tục ly hôn. Ba, mẹ về rồi. Sao ba còn đòi mẹ ly hôn nữa? Con muốn ba mẹ ly hôn đâu. Ba, có phải ba ly hôn mẹ để cưới bà kia đúng không? Mẹ về rồi, con không muốn bà kia tới nhà mình nữa đâu. Bà mà còn tới đây nữa, con sẽ đuổi bà. Thiệt nè, hai đứa, chuyện của ba mẹ, tụi con còn nhỏ, chưa có biết được gì đâu. Con tránh ra đi. Anh, em biết lỗi của em rồi. Anh vì các con bỏ qua cho em có được không? Anh, mình bắt đầu lại từ đầu được không anh? Vì tôi. Cái cô kia, cô đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không có muốn nhìn mặt cô trong cái nhà này. Cô đừng có hòng mà níu kéo thằng Phong. Má, má ơi, sao cô lại ở đây? Mẹ, bà tới giúp việc nhà mình đó mẹ. Mẹ đuổi bà đi đi mẹ. Kiệt, cô còn trơ trẽn giác cái mặt cô về đây nữa hả? Cô mau đi khỏi nhà tôi. Tôi không có muốn nhìn mặt cô ở đây. Má, xin má niệm tình tha thứ cho con lần này được không má? Tôi mà không niệm tình á thì giờ này cô không còn đứng đây đâu. Cô đi mau đi. Má ơi. Phong, Phong, đuổi nó đi cho tao. Nội, nội đừng có đuổi mẹ con đi mà nội. Nội, có phải nội bị bả dụ không nội? Tụi con còn nhỏ, tụi con không biết mẹ con xấu xa như thế nào đâu. Phong, con đuổi nó đi hay là con muốn má chết ở đây? Mà. Nội. À. Bà nội. Bà ơi. Nội đừng có đuổi mẹ con đi mà. Nội. Nội. Nội sao nội? Nội. Có sao nội? Nội. Má. Nội. Má. Má bình tĩnh lại đi má. Má. Con đi về nhà thằng Phúc trước đi. Tôi với cô sẽ nói chuyện sau. Má, má bình tĩnh lại đi má. Đuổi cái con ra đi. Nội, má ơi. Con nghĩ đi má. Đuổi nó. Má ơi, con xin lỗi mà. Má, anh Phong. Má. Má, má ngồi xuống đi má. Mà đi thì bà đó sẽ cướp ba đó mẹ. Hai đứa, giờ bà nội với bà của con nghe lời bà rồi, không có cho mẹ về nhà nữa. Con sẽ không cho bà với nội đuổi mẹ đi đâu. Mẹ, con sẽ xin ba với nội mà mẹ. Bây giờ mẹ nói tụi con nghe nè. Mẹ thương tụi con lắm. Bây giờ tụi con vô nói ba với bà nội cho mẹ được về nhà nghe không? Dạ. Lỡ mà bà nội với ba không chịu thì tụi con nói tụi con đi theo mẹ. Mẹ ngồi ở đây, mẹ đợi tụi con nghe không? Dạ. Đi đi con. Nó mới đây mà. Cái gì vậy chị? Oh, God.
của các người đang ở trong tay tụi tao. Muốn nó bình an thì cấm báo công an, chờ chỉ dẫn tiếp theo của tụi tao. Con Phương đã bị bắt cóc rồi nè. Chị ơi, hay là mình báo công an đi chị. Con giữ con tụi kiểu gì vậy? Hả? Con bị điên hả? Nó mới đi báo mà. Báo công an rồi, lỡ tụi nó làm gì con tôi thì sao? Có phải con tôi là một con sống? Bây giờ con điện thoại kêu anh Phong về liền đi. Alo. Alo, anh Phong ơi, con Phương bị bắt cóc rồi. Em nói sao chứ? Sao bắt cóc? Được rồi, anh về đi. Anh Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Ai bắt cóc cô Phương? Dạ, tụi nó bắt cóc tống tiền anh. Đây nè, lá thư đây nè. Tụi nó cấm không cho mình báo công an anh. Diệu à, em để con ở đâu mà cho tụi nó bắt cóc vậy? Bình thường em cẩn thận lắm mà. Tại lúc đó chị Thúy tới chơi, rồi chị bị đau bụng, em đưa chị ra nhà sau. Khi trở lên là Phương không có ở đây nữa. Em xin lỗi anh. Cô đừng có kéo tôi vô nha. Cô không cẩn thận làm mất cô Phương. Bây giờ cô còn đổ oan cho tôi nữa hả? Má, anh Phong, con tới là đã không thấy con Phương rồi. Cô ăn nói gì kỳ vậy? Sao lại đổ oan cho tôi? Cô đừng có trốn tránh trách nhiệm mà chối tội nghe không? Con tôi mà có bị làm sao tôi mới tha cho cô đâu. Trời ơi, hai đứa thôi đi. Bây giờ cái chuyện cần thiết là lo cho con Phương đây nè. Mà, mọi người ở nhà đi, con đi báo công an. Anh có được báo công an. Anh thấy tụi nó giết không có được báo công an thì sao? Anh muốn thương con, anh muốn tụi nó giết con hả? Con tôi sao tôi không thương? Thì mình cứ đi báo lén luôn. Có thể là tụi nó không biết đâu. Để công an, người ta dò tìm ra con Phương. Chứ bây giờ ngồi đây hả, làm được cái gì? Chuyên nghiệp vậy á, rồi lỡ tụi nó theo dõi anh sao? Tụi nó mà biết á, tụi nó giết của Phương chết. Thở mà có mệnh hệ gì á, em không sống nổi đâu. Con ơi, con đừng có báo công an. Bây giờ tính mạng con Phương là quan trọng nhất. Nếu như tụi nó muốn tiền thì mình đi kiếm tiền, mượn tiền mình đưa cho nó. Đừng có báo công an con ơi. Cô đừng có khóc nữa được không? Bây giờ khóc nó có giải quyết được vấn đề gì không? Mà sao tụi nó không thông báo là cần bao nhiêu tiền, rồi địa điểm trao đổi đâu, sao tụi nó không nói luôn đi? Chắc là tụi nó liên lạc liền thôi. Chào cả nhà. Chị Hai, chị đi hả? Phúc ơi. Ủa, có chuyện gì chị Hai? Nè, mấy người ăn hiếp chị Hai tôi đúng không? Không phải. Chứ sao chị con Hai khóc? Con Phương nó bị bắt cóc rồi. Cái gì? Con Phương bị bắt cóc hả? Con Phương bị bắt cóc. Ai bắt cóc nó vậy? Là nó không có cẩn thận để con Phương bị bắt cóc. Bây giờ mới lộ cái mặt chuột của cô ra. Không phải con cô nên cô mới bỏ bê nó, để cho nó bị bắt cóc đúng không? Cô đỡ đi. Anh Hải, anh nhìn kỹ bà đi. Anh còn nói bà tốt nữa không? Anh còn minh bản nữa không? Cậu thôi đi. Diệu cũng đâu có muốn xảy ra việc này. Bọn bắt cóc này nhất định đã lên kế hoạch sẵn hết rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là chờ tin tức của tụi nó để cứu lấy con Phương. Anh Hai, con anh bị bắt cóc đó, anh còn minh bản nữa hả? Nói thôi đi, tôi không có bình vực ai hết đó. Mọi người cũng thấy Diệu hàng ngày chăm sóc bé Phương cẩn thận ra làm sao. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Con Phương đang không biết sống chết làm sao kìa. Tại tôi nhân nhượng anh. Tôi được giao con cho anh thì đâu có ra nông nổi này. Người ngoài như có tốt như thế nào như anh nói á, làm sao bằng mẹ ruột. Họ có dứt ruột đẻ ra đâu. Thôi đi mà. Chú Phong ơi, có người gửi lá thư này cho chú nè. Ai gửi cho chú vậy, con có biết không? Con không biết nữa, người ta gửi xong rồi đi.
Vậy hả? Chú cảm ơn cô. Dạ. Coi đi Thái. Cái gì vậy? Cái lắc của con Phương nè. Trời, đúng là cái lắc của nó nè. Rồi. Coi trọng nói vậy Thái. Cái lắc của con Phương. Nó bắt cóc con Phương rồi má ơi. Cái lắc của nó nè. Ở trọng nói gì vậy Thái? Con nhỏ đã ở chỗ tụi ta. Từ bây giờ đến 7 giờ tối chuẩn bị 200 triệu tiền chuột. Địa điểm sẽ thông báo sau. 200 triệu. Chậm một ngày thì mấy người lo mà nhận xác. Tai mắt của tụi tôi khắp nơi, báo công an thì đừng hòng gặp lại nó. Cuốn đáng mà. 200 triệu. Đúng là đồ ăn cướp mà. Bây giờ mình làm gì có đủ số tiền đó? Hay là mình đi báo công an đi Hai? Không có được. Báo công an rồi thì giết con Phương sao? Không có được báo công an. Tụi nó bắt con nhỏ gọn lẹ như vậy chứng tỏ là nó rất chuyên nghiệp. Bớt qua bây giờ bán nhà, bán cửa hàng, lo cho con Phương. Cháu tôi mà. Má, không cần phải bán cái gì hết. Con sẽ đi vay tiền. Đi đi con. Phương nè, vay tiền đi. Cậu biết chỗ mấy thằng cho vay tiền đúng không? Em biết, nhưng mà tụi nó chuyên cho vay nặng lãi. 200 triệu lãi nhiều lắm đó anh. Trước mắt á, cứu cô Phương trước rồi tính sau. Chờ tôi tới chỗ tụi nó đi. Mà chuyện gì vậy? Em quên nữa, em đang trốn tụi nó muốn chết. Bây giờ em mà ló đầu ra, tụi nó xử em liền á. Hôm ấy em cho anh địa chỉ, anh đi tới đó vay tiền nha. Được rồi, nói nhanh lên đi. Nhà của Sáu Long chuyên cho vay nặng lãi, anh tới đó anh hỏi ai cũng biết hết. Tôi biết rồi. Ừ, còn nữa ơi. Má, nói với mọi người ở nhà, chuyện này phải giữ bí mật nha. Chuyện này chỉ có nhà mình biết thôi, đừng cho ai biết nữa. Dạ. Kể cả tôi nhỏ nữa. Dạ. Tụi nó mà có liên lạc lại, chờ con về giải quyết. Con ơi, con đi đường cẩn thận nha. Con biết rồi má. Má, má. Bác, má đang còn mệt đó. Má yên tâm đi, con sẽ đưa cô Phương về, về chăm sóc má giùm tôi nha. Nhớ đi cẩn thận nha anh hai. Con, bác vô nghỉ nha bác. Má vô nghỉ đi má. Tự nhiên đang yên đang lành, tụi nào ác ôn chạy không biết nữa. Con nít mà cũng không tha. Chị không biết nữa. Anh Long ơi. Anh Long ơi. Anh Long. Anh Long ơi. Bôi, coi có ai kêu trước kìa. Dạ đại ca. Có chuyện gì không? Lẹ đi. Chú Minh Long nói trọng á. Đại ca. Hả? Thằng Báo kiếm anh. Khỏe không anh Long? Chú Báo mới ra tù hả? Rót nước mà anh Báo uống mày. Dạ. Mới ra, đang lúc không có tiền, muốn qua bên anh Long mượn một ít. Chú mày không phải là đối tượng anh cho mượn tiền đâu. Anh tao chỉ cho những thằng có tài sản mượn để sau này dễ làm việc. Ý là anh khi dễ thằng này hả? Tiền á, chỉ cần thằng này muốn là có trả thôi. Ai mà không biết. Nhưng mà biết có trả được hay không, hay là bị hốt vô bốc lịch như mấy năm về trước rồi. Không nói nhiều, bây giờ hỏi lần cuối, anh có cho mượn hay không? Không thì đừng có trách thằng này không nể tình nha. Anh biết chú mày có máu mặt giang hồ, nhưng anh đây lăn lộn trước chú mày hơn 10 năm đó. Chú mày không nghĩ coi tại sao anh còn tồn tại tới ngày hôm nay?
ở trong giới không ai là không biết anh Long. Mày đừng có hù dọa ở đây. Anh Long ơi, anh Long, ai kêu nữa kìa mày? Dạ. Anh kiếm ai? Đây có phải là nhà của anh Long không vậy? Ừ, vô đi. Anh là anh rể của thằng Phúc mà. Sao? Tới đây trả nợ cho nó hả? Chuyện tiền nợ của thằng Phúc á, tính sau đi. Tôi tới mượn tiền của tôi. Vô đi. Đại ca, anh rể của Phúc tới kiếm kìa. Đi vô đi. Ồ, rất hoan nghênh ông chủ tiệm phở. Dạ. Bây giờ anh đang có khách, mày về đi. Đừng để anh phải ra tay đó. Anh nhớ mặt tôi đó. À, chú Phong ngồi. Ừ, cảm ơn anh. Ngồi đi chú Phong. Mời chú uống nước. Chú đi vay tiền hả? Chú muốn vay bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu? Tôi cần tiền liền, anh có không? Sao mà chú vay nhiều vậy? Tôi có chuyện gia đình, mong anh giúp đỡ. Đối với người khác tôi còn phải suy xét, nhưng chú Phong đây á, có nguyên quán phở và cái nhà to đùng. Tôi sẽ giải quyết ngay cho chú. Bây giờ mình làm giấy nợ rồi tôi sẽ giao tiền cho chú nha. Chú cũng trả cho thằng Phúc mấy lần rồi, chú cũng biết cách tính lãi của tôi chứ? Tôi biết. Anh yên tâm đi, tôi sẽ trả đúng hẹn. Vậy là mình hợp tác vui vẻ ha. Chú viết cái giấy nợ cho tôi đi. Bồi, vô bên trong lấy tiền. Dạ, đại ca. Cô còn ở đây làm gì nữa? Cô đi đi. Cô hại nhà tôi vậy chưa đủ hay sao? Cô đi liền đi. Nè, cháu tôi mà có mệnh hệ gì, tôi tính sổ với cô đó. Nhưng mà tôi muốn ở lại đây chờ tin của bé Phương. Khỏi, con của tôi không liên quan gì tới cô. Đừng có ở đây làm bộ làm tịch nữa. Cô đi đi. Nè, đi. Còn ở đây làm bộ làm tịch nữa hả? Đi liền đi, không tôi xử cô đó. Vụ gì? Tôi muốn mấy anh bắt cóc một đứa nhỏ đi đòi tiền chuộc. Các anh chưa cần bắt nó xong, tôi sẽ tới chỗ các anh nhận nó về. Vụ này nguy hiểm mà đại ca. Có khi họ báo công an bị bắt như chơi à? Không có đâu, tôi là tay trong, đảm bảo là họ không có báo công an. Chỉ cần mấy anh nhận, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Vậy 20 triệu. Được. Mấy anh chỉ cần ghi vào giấy đòi tiền chuộc là 20 triệu. Tôi sẽ là người đi giao tiền và nhận lại đứa bé. 20 triệu đó thuộc về mấy anh. Đại ca, được rồi đại ca. Cô bả làm tay trong, coi bộ an toàn á. Mình nhận đi đại ca. Ok. Lại. Cái tụi khốn đó, không ngờ tụi nó lại lật lọng lọng, không làm theo kế hoạch của mình. 200 triệu đâu phải số tiền nhỏ. Không được, phải tới chỗ tụi nó coi sao. Bé Phương lắm, nhưng mà em không có tiền.
Không phải chuyện đó. Bây giờ em đi với chị tới chỗ tụi bắt cóc. Chị sợ đi một mình lỡ làm lại tụi nó sao? Tụi nó ở chỗ nào? Tụi nó chưa cho địa chỉ mà. Mình biết chỗ nào đâu mà tìm. Chị biết chỗ tụi nó. Chị nói gì vậy? Sao chị biết? Tại vì chị thuê tụi nó bắt cóc con Phương đó. Trời đất ơi, tại sao chị làm vậy? Chị thuê người bắt cóc con Phương hả? Nhỏ thôi. Trời ơi, tại sao chị làm như vậy? Nó là con chị mà. Tại con Diệu đó, nó dụ dỗ anh Phong. Chị chỉ muốn đổ tội cho nó thôi. Rồi chị đi cứu con Phương. Như vậy anh Phong sẽ thấy chị thương tụi nhỏ như thế nào. Chị nghĩ là đây là cách duy nhất để anh Phong quay lại với chị. Nhưng mà chị cũng có ngờ tụi Hương Sẹo nó lật lọng, nó đòi tới 200 triệu lần. Ơi, sao chị làm cái trò này hả? Tụi giang hồ sao mày tin tưởng được? Nhỏ tôi, bà nghe bây giờ chưa? Tại chị hết cách thôi. Chị muốn giữ hạnh phúc gia đình nên chị mới làm vậy. Phúc, bây giờ em đi với chị tới chỗ tụi nó nghe không? Mà em phải giữ bí mật cho chị. Anh Phong mà anh biết chuyện này, anh không có tha thứ cho chị đâu. Tụi nó ở chỗ cũ hả? Quỷ nhỏ, mày khóc cái gì mà khóc dai dữ vậy? Hên là đại ca tính trước á. Ở đây được cái vắng người, chứ mà mình ở chỗ đông người, nó khóc kiểu này, thế nào cũng bị phát hiện. Tao á, đâu phải mới ra làm ăn đâu. Ủa đại ca, cái bà đó mà bà biết mình nâng giá tiền lên, có khi nào bà báo công an không? Tao đố bà ra báo đó, để đi tù chung cả lũ hả? Chính bả bày mưu bắt cóc với mình mà. Tao sẽ chia bả 50%. Bà đã dám bỏ nhà theo trai thì không có dạy gì để mà xót tiền chồng mà chuốc họa vào thân. Dạ, mình phải liều mới có vốn là bạn được. Đại ca nói có lý á. Tiền này mà mình lấy hàng mình bán, mình khỏi cần làm mấy vụ lẻ tẻ tép riêu chi nữa đại ca. Đến đi con, đến đi nha. Nè, mày đem cái tờ giấy này đến chỗ tụi nó. Nghe tao dặn kỹ nè, chú ý quan sát cho nó kỹ. Có gì về báo với tao. Dạ, em biết rồi. Thôi em đi nha đại ca. Ừ. Nè, nè, thôi được rồi, đến đi ha. Tối người ta đem tiền tới, rồi chú thả con về nha. Con đói bụng rồi phải không? Rồi thôi, nằm xuống đây đi. Rồi chú đi mua sữa về cho con nha. Nằm xuống đi con. Con nằm đó đi con. Nín đi con. Đúng là con nít, rắc rối thiệt chứ. Chắc là nó đói lắm rồi. Mẹ nó, khóc quay à.
người theo dõi kìa. Giờ tính sao hả chị? Kệ tụi nó đi. Nè, cô dám theo dõi tôi phải không? Có phải chị liên quan tới việc con Phương bị bắt cóc đúng không? Nè, cô đừng có ăn nói bậy bạ rồi vu oan cho tôi nha. Rõ ràng là hồi sáng chị giả bộ đau bụng dụ tôi vô trong để người ta bắt con Phương đi. Lúc đưa lá thư, tụi nó không có nói là bắt cóc tống tiền, mà chị đã la lên, rồi chị còn một mực ngăn cản anh Phong không cho đi báo công an nữa. Tất cả là suy đoán của cô thôi. Cô không có chứng cứ thì đừng có vu oan cho tôi. Chị thừa biết tôi có vu oan cho chị hay không. Nếu chị muốn đối phó với tôi thì chị cứ việc, nhưng đừng có lôi kéo con Phương vô. Anh Phong đang khó khăn, chị đòi tới 200 triệu, chị còn lương tâm nữa không? Nè, tôi mới đòi 200 triệu nghe chưa. Tôi chỉ bàn với tụi nó là lấy 20 triệu tiền công, rồi xong việc á tụi nó lấy luôn. Ai dè tụi nó lật lọng. Mày nhìn tao gì? Mà cũng tại cô á, tại cô hết. Tại cô cướp anh Phong nên tôi mới phải làm cái cách này. Tại bà hết đó. Tại bà mày chỉ tôi mới sử dụng cách này để níu kéo hạnh phúc gia đình thôi. Cô tôi, chị hai, chị, cô tôi, cô tôi, bé Phương, bé Phương, bé Phương, chồng cũng rồi, bé Phương, chị Diễm, cô chồng, chị Diễm, chồng cô chồng chị Diễm. Đúng rồi. Để em vô. Phương, ở lại. Có Diệu vô rồi, nguy hiểm lắm. Nhưng mà Phương ơi. Phương, Phương ơi. Trời, chị Diệu, chị có sao không? Chị Diệu. Phương ơi, Phương ơi. Đây Phương kìa. Phương ơi. Phương, Phương, Phương ơi. Đừng khóc mà con. Phương, Phương ơi. Phương ơi. Phương. Phương ơi. Chị Diệu, chị có sao không? Cô tôi. Chị có sao không? Không sao. Nhưng mà chị, chị... lẹ. Cô tôi. Chị Diệu. Cô tôi. Cô tôi. Phúc. À, bây giờ bé Phương ơi. Chị làm gì vậy? Chị phải hóa trang để phù hợp với hoàn cảnh. Đi đây. Đi. Đi. Nhanh lên. Cô thôi. Phụ tôi nhấc cái này lên nha. Lên. Một, hai, ba. Một lần nữa nha. Cố lên. Cố lên. Một lần nữa. Nhấc lên. Nhấc lên. Mạnh lên. Đi. Nhanh lên đi. Nè, tay cô có sao không? Tôi không sao đâu. Tôi đánh cô mấy lần, không ngờ cô lại cứu tôi. Thấy người hoạn nạn thì tôi phải giúp thôi, dù người đó là ai. Anh không sao là được rồi, tôi đi nha. Cảm ơn cô. Thank you.
mình tới chậm một chút thôi là bé Phương tiêu rồi. Nhưng mà em nhớ, chút nữa về nhà em phải nói là chị cứu bé Phương không? Hả? Em nói là em vô tình phát hiện ra tụi bắt cóc, rồi em kêu chị theo dõi, rồi phát hiện ra tụi nó, nghe không? Còn bà Diệu thì sao? Con Diệu á, nó có nói gì thì kệ, mình nói nó xạo hết đi. Em phải nói chị là người cứu bé Phương, nghe không? Nhưng mà lúc nãy bà Diệu, bà xông vô lửa bà cứu bé Phương, em nghĩ bà không có phải người xấu đâu. Nó không phải người xấu, lẽ chị mày là người xấu. Nhưng mà mình làm vậy với bà có quá đáng không? Mày mà hả? Mày cũng bên chị mày, đừng có nhìn mặt tao nữa. Em biết rồi. Có đứa nào ở ngoài đó không? Nghe điện thoại. Nội, nội, nội có sao không nội? Nội, nội có sao không nội? Ở nội vậy? Nội có sao không nội? Ba tụi con chưa về sao? Chưa nội, ở ngoài không có ai hết đó nội. À, vậy mẹ con, dì Diệu với lại cậu Út đâu? Dì Diệu, tụi con giờ không thấy ai hết trơn á. Trời ơi, hèn gì tiếng điện thoại không ai hay. Dạ. Trời ơi, đi đâu vậy không nội. Biết nữa à. Nãy điện thoại reo quá trời, không biết có tin tức gì không? Nội, nội ngồi đi nội. Cứu về rồi kìa nội. Trời ơi, nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà con đi chơi giờ này mới về. Trời má ơi, con cũng phải có bạn bè chứ, không lẽ giờ con ru rú ở nhà hoài. Trời đất ơi, không có miếng nước nào luôn á. Rồi bà Diệu đâu rồi? Bà Diệu, con không có thích bà đó đâu, con đuổi bà đi. Nhà cửa không có ai làm, con nhắm con làm được không? Con mà làm được á, cô đuổi bả đi liền. Bây giờ không phải là lúc cãi nhau, con Phương còn chưa biết ra làm sao kia kìa. Làm sao? Nội, em Phương bị làm sao vậy nội? Em con không có sao hết. Chút xíu nữa em con nó về liền. Tụi con nè, ở yên ở trong nhà, không có đi đâu hết nghe chưa. Chào ba về nghe chưa. Dạ. Mày lấp ló gì đó, đi chưa? Hai mẹ con nhìn thấy ghét y như nhau à, đuổi hoài mà không chịu đi. Con, ba của mày nhờ mẹ tao, chứ tao không có thèm vô nhà của mày đâu. Tao chỉ tới đây để tìm mẹ tao thôi.